giờ đi ra đường làng trên xóm dưới người ta nói ở mầm nữa. Ông mầm mầm với tối nào cũng thành khánh yêu hơn nhà. Sao là ba hôm bà Hiền bà lại đến nó làm mầm mầm đó. Ta xấu hổ quá đấy. Nhà mình có ăn có học đến tối nào đâu mà mình cứ đi mà mời mời được theo nói. Đấy thì em đi rồi thì cả nhà nó ra được đứng lên đấy mà đèo nó vẻ. Con ơi, mai nhá bỏ đi. Bà có mấy cái con đi buôn gói rồi. Xinh gái lồng lồng. Cứ tháng nào mày đã có bún có bánh mày ăn làm gì mà cứ phải đi bám buổi ra học hành nó ra nghề ra ngóng cái đâu. Xong là nay mai đi thi lại không được chuột xong ở nhà nó lại đi công ty công tót xong là đấy như mẹ mày ấy vất vả hết đêm 9-10 giờ đêm mới về được 4 triệu bạc. Ê đây đây này em đang còn có mang cái nhà mà đang nhớ giờ mẹ bà bảo tức lúc đấy mới không hát thì mà không được ạ. Em cứ đang nó đấy là đang điên em cần muốn nó bật luôn. Lúc nào yêu đương xong là tóc xanh tóc đỏ không có thì em thấy nó đi thì cũng cái thằng nào đấy. Gì có ngà ăn đi cháu mà đi thế nào bà cũng không có mày cái này có cái làm này nó hết đầu óc rồi đầu đu lại hết rồi. Cô ơi, cô quét sân à? Ừ, cháu à. Tối có cơm nước gì chưa? À, cô còn nấu rồi. Khánh có nhà không cô? Con đang tắm ở đằng sau đó sao? Cháu à? Vâng. Ở đây chơi cháu. Vâng, để đợi nó thì tắm xong cháu. Đang quét sân ở đằng sau, à đang tắm ở đằng sau. Cùng. Cháu đang tắm ở đằng sau. Vâng. Tắm bát gì ở sau không thấy nhỉ? Cháu biết là thiếu cho con gái nhưng mà giờ cháu yêu ngà rồi. Cháu không bỏ, cháu không bỏ đâu. Con ơi, mai nhá, bỏ đi. Bà có mấy cái con đi buôn gói rồi. Xinh gái lồng lồng. Cứ tháng nào mày đã có bún có bánh mày ăn. Làm gì mà cứ phải đi bám đuổi ra học hành nó ra nghề ra ngóng cái đâu. Xong là nay mai đi thi lại không được chuột xong ở nhà nó lại đi công ty công tót xong là đấy. Như mẹ mày ấy vất vả hết đêm 9-10 giờ đêm mới về được 4 triệu bạc. Ta thì đi chợ một lúc được 200.000. Buổi sáng bún bánh ăn thoải mái. Đấy. Như giờ bà bảo thích yêu ai yêu đâu. Mày biết bác mày ngày xưa đấy. Cứ tao đi chợ về là có mồi luôn.
lúc nào yêu đương xong là tóc xanh tóc đỏ. Hôm qua tôi thấy nó đi thì thằng nào đấy, thằng nào đấy gì có ngà đi cháu còn đi thằng nào. Mày yêu thằng này nó làm nó hết đầu óc rồi, đu lẫn hết rồi. Nói đi, đến gần không nghe đấy, đấy các bà nhà với chúng mày. Tao con đi tỏ đấy thấy nó lại con thằng nào nó lại đấy. Làm gì có ngà đi cháu xuống ngày có ở đi ngày. Tao không nói nhiều nữa, hết rồi đấy. Cô xem dạy con dạy cái tưởng thế. Chứ giờ nhà mình có ăn có học. Làm sao mà cứ suốt ngày đau xanh đầu đỏ. Em nói là chả giống ai cái gì. Em biết rồi, nhưng em bảo rồi, em đầu tiên em không ấy là tự dưng bái là chính như vậy. Là bảo bài cứ là con nhà bái tốt, bài trên thì mình nghèo, thì mình bé, thì mình còi. Thế em bảo bây giờ em không phản đối đâu, nhưng bây giờ là bài cắt quá là em thôi, em giờ em buông tay rồi. Giờ em thôi nhá. Nhà mình bé, sắp bé thì mình đi tìm người to cao, đẹp gái. Lấy về nay mai rồng rõi mới cần cao to. Nhưng mà giờ bé con đấy đẹp ấy thì cái gì hạnh. Trông chẳng giống ai tí nào. Nên giờ bà bảo cháu yêu ngà, giờ bảo bà bảo cháu yêu ai, cháu không muốn yêu ai, cháu chỉ muốn yêu ngà, cháu cưới ngà thôi. Yêu con ơi, giờ không ấy nữa, mà thời gian mình không tiếp xúc với người ta nữa, mình đi tìm người khác là quên hết đi. Làm cái gì mình suốt ngày ngà ấy. Nhưng mà cháu yêu ngà từ ngày xưa đến nay rồi, bá bảo sao mà chia tay, phát là chia tay luôn đâu. Giờ ngà nó học xong rồi. Yêu, nhưng mà bá đồng ý, ừ thì thôi yêu thì yêu, nhưng mà nó đồng ý thì lấy cơ. Ê, nay mẹ là đến mẹ là nọ kia, mai mẹ là đến, hôm qua thì bá thấy đấy. Mẹ đến mẹ cầm chổi mẹ đánh trong khi gửi bà ấy. Nên là rất khoát, không lấy nữa, không yêu nữa. Chứ sao mày thương mẹ tí chứ quá. Thế giờ mẹ bố đi làm suốt ngày, mẹ thì có 40 tấn thường là đi làm suốt ngày trong đời thì suy nghĩ cái này nữa thì còn gì mà làm ăn nữa. Nên là tốt hết là bỏ. Em bảo đấy đi cứ cả đi 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 tự dưng dần 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 nghe thế nào nó gọi là lên nay nó về làm gì là hỏi trên đấy cứ cả đi đi thời gian nên là có khi mấy đứa này cần mải mốt dẫn đứa khác về trên thần thánh cũng phải lên mải mốt lại về nó để cần xin lại nào đấy. Không biết là đó hôm qua bà thấy nhá là like nhau đi vào quán đấy có khả năng là vào nhà mình xong mai mai đấy. Làm gì có không phải ngà các bá nhìn nhà mai ngà không nhìn gì nào không nhìn nào luôn. Mày nghĩ nào nghĩ để cho mẹ này cần không nghĩ đi mua chúng mày đi mai mai cứ nghĩ gọi suốt ngày xong là đi làm suốt ngày về nấu được tí cơm mẹ bê đổ đi ai mà chịu được bà loại bà bảo là tí nữa bà xuống cái chịu chết. Đấy mà không hát nhưng mà không được à. Em cứ đang nói đấy là đang điên em cần muốn vật luôn. À đâu em không có là bà đi rồi đấy. Nói thì bà vừa đi chợ về mà nghe đầu trên sợ cả làng người ta đang nói ầm cửa ầm nhà kinh. Suốt ngày có mỗi cái chuyện yêu đương ấy. Nhất là lấy đứa luôn cô đây nói em nói bà vậy không phải là không có đâu, có bà đây con gái con đấy nhưng mà không biết làm sao là lá phải bố mẹ thúc rú làm sao nó vậy còn à. Nói nó không nghe. Lấy cái loại đi chợ ai muốn rồi. Cứ để cho bài đấy. Ngày 2000 buổi sáng 2000. Và là nửa tinh thanh hồng đồng hồng quân. Làm cái gì mà suốt ngày ngà không lai nhau đi xong rồi đi rước đi lách. Về mẹ nó lại mắng cho. Đấy nghe bà nói chưa. Đấy con cứ suy nghĩ một tí. Muốn làm thì làm. Bà nói nào nói kệ. Cháu không nghe đấy người khác nói nào nói được. Làm chứ không cứ nói kệ. Ai nói kệ cháu yêu ngà cháu lấy ngà cháu không bỏ đâu. Còn ai thích nói nào nói cháu nếu không nghe. Nếu nói mà bà không nói bà cháu không nghe ấy. Tốt cái cô Thương mai tuổi hai đứa ra ngoài đường ấy. Nếu mà căn nhà đấy cô có gửi hăng vào làm hăng vào. Em đuổi thì đâu em đuổi bán ăn là cấm cửa nhà mà nó bảo vậy. Cấm bảo không biết để làm gì thì suốt ngày để mà đầm xong là. Nhưng mà cháu yêu ngà cháu lấy ngà còn mẹ ngà cháu lấy đâu cháu ở với mẹ nó đâu. Cháu lấy nó cháu ở với nó mà. Ở với nó nhưng mà mẹ nó không đi đâu. Cứ suốt ngày hai ông bà không biết đâu. Cứ rình như là kiểu là rình mình cứ suốt ngày rình hơn. Nhưng hôm qua em vừa nói với nhau mai mẹ con nói đây phát đã tìm sang chủ rồi. Ai là chị em kiểu này ức chế lắm chứ. Em bảo là em vẫn đầy đứa la làm cùng ở tổ với em đầy đứa sinh gái. Nó cần kết thằng Khánh à nhưng mà gần bây giờ vì cái nhà đi mai mối linh ta linh tình. Mai bố ta nói không nghe đấy giờ các bà nói nhá. Bà biết tay nhiều. Nhưng mà cháu không trong mắt cháu thấy đi không bắt đầu được nay không bị thằng này mai bị thằng khác. Sau đợt hôm qua bà rõ ràng là bà thấy ra ai vào thì quán đấy đấy. Nay mai đến nay là nghỉ xong là nó không có tướng như vậy xong là nó có đẹp hơn thì theo ông bá chắc các bá các cô nhìn nhầm ai nhà đi khác. Cháu làm gì nó đi ai đâu không có nhìn nhầm gì nào cả ngày mai nhá bà có cái máy đây này chụp ảnh chúng ta quay về cho mà xem lúc này không cãi nữa đấy các bạn lúc nào cũng bắt cả ngày chúng ta xong là bắt đầu nói yêu quá xong bắt đầu đúng bắt đầu rồi. Em mà em nhìn là từ lâu lắm giờ nó bảo vậy thôi thì không có ngăn cấm chúng nó cãi chúng nó giờ nhưng mà nó cứ vậy. Cô hiền con tôi thì dắt tay ngoài kia tôi đuổi, khéo. Giờ cô bá bảo đấy, giờ hai đứa cháu yêu nhau bây giờ
dắt nhau để ăn cơm bữa hai bữa thì có sao. Là đến cho mẹ là đến nó ngon mà mầm ra. Bà nó không đồng ý gì à? Muốn làm nào làm. Thôi vậy để em bảo nó bác, để em bảo dần. Bây giờ càng ngày càng đi cũng là xuống hổ lắm đi con, thì cháu nhiều nhạy lắm, có mấy đứa cháu mà xuống hổ lên. Thôi thằng Khánh đi đây đi, đi nấu cơm ăn, ta đang nấu dở xuống bếp nấu đi. Đấy, suy nghĩ cho kia con ạ. Không nói nhiều là bà nói vậy thôi, nghe em không nghe thôi. Còn cuộc sống chúng mày lo, còn bá thì bá thì nói vậy thôi, còn tao cả đi lo chúng mày hết đời. Đau đầu lắm. Thôi tí bá lên cơm, cháu nấu cơm với em thôi. Thôi tao đi về đây. Không ăn nữa. Chị mày ăn cơm. Có ăn cái gì? Ơ cái đến cổ ai mà ăn được. Tao đi về đây. Đi chỗ nào cũng thằng Khánh, thằng Khánh. Không phải bắt đầu này. Bá bảo nó giúp vậy, bá vậy thì em có mình em nói không được. Ừ, thôi bá vậy. Không nghe. Nói thay ngay người ta thôi. Vâng. Còn nếu mà đến nữa đuổi thì có vậy. Đến nữa cô ơi, cứ đuổi ra cổng ra. Rồi thôi, bá về nhá. Đấy, nói à, mẹ nói à. Mẹ có con bà xuống nhỉ? Mẹ có con bà xuống bảo con nhỉ? Đang còn đừng gì thì đi làm suốt ngày, bây giờ các bà ấy bảo bà ấy cho các bà biết các bà xuống đây bà. Mẹ bảo các bà xuống, các bà xuống là gì nữa? Nói thì dân cổ lên, bây giờ các bà ấy bảo các bà ấy kìa. Cô ấy đi, cái bà hiền bà đi ra, bà nói khắp làng kìa. Vì chú mẹ bà ấy đi về nó khắp làng, các bà ấy tức quá, bà đánh xuống. Còn ta cứ... mẹ nói thì các bà xuống, còn gì các bà xuống. Ta nói được gì? Đi làm không được thì gần hơi đâu mà nói cái chuyện chúng mày. Bây giờ là bài đi bài đi ra các làm của thằng Khánh theo đéo ra. Con theo thì cứ theo, còn việc của con anh nào nói cả, không liên quan. Cả em biết tai ngay, chúng mày lớn lên, chúng mày lúc mai nghe chúng mày có con một cái em, chúng mày như vậy chúng mày chịu được không? Nói thì không nghe cơ, nói thì không nghe cơ. Trong người đấy nói là theo nó làm gì? Yêu nó không theo nó, theo con nào? Theo con khác. Bỏ ngay chứ.